Thưa quý vị, theo thống kê mới đây của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, thì trên địa bàn hiện có 104 di tích đã xếp hạng cấp quốc gia và thành phố bị lấn chiếm khuôn viên của khu vực 1. Nếu tính cả khu vực 2 thì số di tích có hộ dân đang sinh sống là 166. Việc di rời 1.203 hộ dân và 11 cơ quan đang ở nhờ ngay trong khuôn viên khu vực 1 của 104 di tích được xếp hạng này là điều không hề dễ dàng đối với mỗi chính quyền địa phương. Có thể thấy là để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa thì ngoài những khó khăn về kinh phí, phục dựng di tích thì vấn đề đáng quan tâm là ý thức giữ gìn bảo vệ di tích của người dân vẫn còn rất kém. Và điều đáng chú ý nữa là để xảy ra thực trạng trên thì từ tổ thôn xóm đến phường, đến quận và cả thành phố đều biết, nhưng việc giải quyết thế nào cho triệt để thì là một chuyện khác. Vào khoảng giữa thế kỷ 18, một số người dân làng Hà Vĩ, Thường Tín, Hà Tây cũ có nghề cổ truyền làm đồ gỗ sơn, ra Hà Nội lập nghiệp, đến ở phố này. Sau, họ đã lập gia đình Hà Vĩ ở số nhà 11, thờ ông tổ nghề sơn là ông Trần Lư. Cổng chính của đình chỉ còn đúng một lối vào nhỏ hẹp. Các hàng quán hai bên đã chiếm gần hết mặt tiền. Nhiều người đi qua con phố này không hề biết đến sự tồn tại của ngôi đình thiêng thuở nào. Bên trong khuôn viên đình là la liệt những nồi, niêu, song chảo, chậu rửa. Thậm chí, người dân của những hàng quán bên cạnh còn ngang nhiên đun nấu. Tất cả đều diễn ra trong môi trường thiếu an toàn. Nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi là quản lý mười mấy năm nay rồi, mà bây giờ nguyện vọng của người dân ở đây, người ta chỉ muốn là giải phóng mặt bằng để ta vào lễ cho nó khang trang. Chứ không có giờ hàng cơm, hàng phở suốt ngày bẩn thỉu lắm. Còn đây là chùa Đồng Quang, nằm trên phố Tây Sơn. Lối vào chùa đã bị hàng nước chiếm dụng. Đi sâu vào trong khuôn viên chùa là dây điện chằng chịt, là hàng tạp hóa, hàng ăn với bát đĩa, nồi niêu, bếp than, bếp lò. Các hộ dân lấn chiếm ngang nhiên cơi nới, tu sửa trên diện tích vốn là của nhà chùa. Đây, tất cả đây đều là nói chung là của chùa hết. Bây giờ chùa Đồng Quang là hiện nay là bị lấn chiếm nhiều, lấn chiếm tận trong khu vực vòng 1, khu vực vòng 2. Tức là đến sát chùa luôn rồi đúng không thầy? Đây, họ đi cả vào trong kia hè của nhà chùa đây. Còn hình ảnh nhếch nhác này là quang cảnh trước cửa đình Trung Yên, nằm trong con ngõ Trung Yên thuộc phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Người bán kẻ mua vẫn tấp nập, nhộn nhịp, mặc cho ngày cạnh là mối nguy hiểm rình rập với bốt điện và dây điện nhằng nhịt.